mà các tay vợt của Indo cần để có được set chiến thắng trong set đấu đầu tiên này. Đáng tiếc là một pha xử lý không tốt của Hoàng Nam. Những cơ hội giành set point cho đội vợt của Indo, Hadianto giao cầu, tỷ số là 20-18. Rất khéo léo, một pha xử lý khéo léo nữa của Kai Kenas. Và anh đã giúp cho đôi vợt của Indo giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên với tỷ số 21-18. Chúng ta sẽ cùng trở lại với trận đấu ở vòng 1 nội dung đôi nam giữa bộ đôi Bảo Đức và Hoàng Nam của Việt Nam với bộ đôi Kenas Hadianto của Indonesia. Trận đấu đầu tiên bộ đôi của Indo đã giành chiến thắng. Indonesia là một trong những cường quốc cầu lông của thế giới. Họ có những tay vợt rất mạnh ở nội dung đơn nam cũng như đôi nam, đều đã từng giành huy chương vàng của Olympic. Cả hai trọng tài đều xác định cầu trong sân trong tình huống này. Có khiếu nại từ đôi vợt của Indonesia. Pha quay chậm đã cho thấy cầu ngoài sân và trọng tài chính cũng đã xác định điểm số thuộc về đôi vợt của Indonesia. Thêm một điểm số nữa cho họ. Cầu lông của Indonesia đã có được những tấm huy chương vàng Olympic, những tấm huy chương vàng của Taufik Hidayat ở Olympic Athens năm 2004, hay tấm huy chương vàng nội dung đôi năm 2008 của Makis Kido và Hendra Setiawan. Ở Indonesia thì có rất nhiều những câu lạc bộ cầu lông và các tay vợt thường xuyên được cọ sát với nhau. Lúc này thì tay vợt Phạm Cao Cường của Việt Nam, người đã thất bại trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng đang được tập huấn tại Indonesia. Việc được thi đấu nhiều, thi đấu liên tục trong suốt một năm trước những đối thủ mạnh, giúp cho các tay vợt của Indonesia, kể cả các tay vợt trẻ, có lối đánh rất đa dạng. Họ thi đấu tự tin trước các đối thủ dày dặn hơn. Trẻ tuổi hơn rất nhiều đôi vợt của Việt Nam là Hoàng Nam và Bảo Đức, nhưng Hadianto và Kenas cho thấy họ cũng thi đấu rất chững chạc, tinh quái. Những pha đập cầu rất tốt của Hadianto
sở hữu chiều cao trên 1m80, Hadianto có lực cổ tay rất mạnh, đập cầu hiểm hóc. Trong khi đó thì Kenas, người vừa xuất hiện trên màn hình, có những pha gài cầu xử lý khéo léo. Kenas rất nguy hiểm ở trên lưới, anh bao lưới rất tốt. Những pha cầu ở trên lưới thì khó thoát khỏi tay của Kenas. Cảm giác của anh là rất tốt. Lúc này đôi vợt của Indo dẫn trước các tay vợt của Việt Nam 7-4. Một sự phối hợp không tốt giữa Dương Bảo Đức và Nguyễn Hoàng Nam. Chúng ta có thể thấy Kenas gài cầu khó chịu như thế nào, gài cầu vào giữa vị trí của hai tay vợt Việt Nam và khiến cho đôi vợt của chúng ta không có sự phối hợp tốt. Và cuối cùng thì hai tay vợt của Việt Nam cũng đã ngắt được mạch lên điểm của đối phương. Giải đấu mới trôi qua được có 3 ngày và trước mắt ngày mai mới là vòng tứ kết. Tuy nhiên hầu hết các tay vợt của Việt Nam đều đã bị loại, ngay cả những tay vợt được đánh giá cao như là Vũ Thị Trang. Điều này là điều mà chúng ta đã có thể lường trước, nhưng rõ ràng là có những sự tiếc nuối nhất định. Chất lượng các tay vợt đến với giải cầu lông Hà Nội Sipucha năm nay cũng là khá cao so với mặt bằng của các giải Challenge. Các tay vợt trong khu vực từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan, thậm chí là các tay vợt trẻ của Nhật Bản, Đài Loan, họ đều thể hiện được khả năng của mình. Dương Bảo Đức sẽ là người giao cầu. Hai tay vợt của Việt Nam đã san bằng điểm số trong set đấu đầu tiên này. Nhưng rất nhanh chóng, hai tay vợt của Indo lại vượt lên. Trong set đấu đầu tiên thì các tay vợt của Việt Nam đã dẫn điểm, nhưng sau đó thì ở nửa cuối set đấu đầu tiên họ liên tiếp mất điểm và để thua. Trong set đấu thứ hai thì sự chủ động đã thuộc về những tay vợt của Indonesia, nhất là với những pha xử lý của Kenas. Xử lý trên lưới rất hay, và kể cả những pha đập cầu ở cuối sân cũng rất uy lực. Rồi là một tình huống xử lý không tốt của Kenas. Anh đã bị chói đèn trong tình huống này. Bảo Đức và Hoàng Nam san bằng tỷ số 10 đều. Cảm giác cầu tốt, pha bỏ cầu của Hadianto. Còn rất nhiều việc phải làm đối với hai tay vợt của Việt Nam là Bảo Đức và Hoàng Nam. Cự ly đội hình của họ là chưa thực sự tốt, những pha phối hợp với nhau cũng chưa ăn ý, cần phải gắn kết hơn nữa, nhất là nội dung đôi nam. Những pha cầu diễn ra rất nhanh, sự phối hợp di chuyển cũng như có những pha gài cầu là phải vô cùng linh hoạt. Đây là điều đã được hai tay vợt của Indonesia thể hiện ở set đấu đầu tiên và phần nào đó là set đấu thứ hai này.
cầu rất tốt của Hadi Anto và vị trí của Nguyễn Hoàng Nam. Tuy nhiên trước đó thì cầu cũng đã chạm cả vợt của Bảo Đức và Hoàng Nam. Tuy nhiên trọng tài chính không phát hiện ra điều này. Thêm một tình huống xử lý tốt trên lưới nữa của Kenas, rất nhanh nhẹn và khéo léo. Phán đoán tình huống rất nhanh. Lần này là câu trả lời của Dương Bảo Đức. Một tình huống di chuyển nhanh lên lưới và dứt điểm. Kenas vẫn đang phát huy rất tốt những điểm mạnh của anh. Thi đấu ấn tượng ở trên lưới. Ở phía sau, Hadi Anto cũng bao sân rất tốt. Rất hiếm hoi mới có những pha cầu như vừa rồi khi các tay vợt của Việt Nam chủ động tấn công và khiến đối thủ mắc lỗi. Hoàng Nam giao cầu, tỷ số là 12-14. Nếu có tỷ số như thế này thì có lẽ là đôi vợt Hoàng Nam và Bảo Đức của chúng ta cũng sẽ dừng bước trong ngày thi đấu hôm nay. Rõ ràng là chưa thể khắc chế được lối chơi của hai tay vợt Indonesia. Hadi Anto ở phía sau đập cầu rất uy lực, trong khi đó Kenas ở phía trên xử lý cầu khéo léo. Một sự phối hợp rất tốt trong những pha tấn công của Hadi Anto và Kenas. Một người ở cuối sân, bao sân, đập cầu rất tốt. Người trên lưới làm nhiệm vụ đơn giản, dứt điểm. Nếu chưa thể dứt điểm, Kenas cũng có pha gài cầu rất khó. Phá vỡ khối liên kết của Kenas và Hadi Anto là không hề đơn giản. Không còn cách nào khác thì Hoàng Nam và Bảo Đức phải thi đấu tập trung chát chiu từng điểm số 1. Hai tay vợt của Indo khi đã dẫn trước đối thủ với cách biệt từ 5 đến 6 điểm cũng cho thấy sự chủ quan, xử lý cầu hỏng. Nhưng khi mà cách biệt được rút ngắn xuống còn 3 hay 4 điểm thì họ lại nhanh chóng tái lập lại lợi thế. Ba điểm số nữa là đôi vợt của Indonesia sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này. Một tình huống xử lý giải tỏa rất nhiều tâm lý cho Nguyễn Hoàng Nam. Một pha đập cầu uy lực khi mà anh ở vào vị trí quá thuận lợi. Lần này thì Hadi Anto đã ghi điểm với một pha đập cầu uy lực ở cuối sân. Hoàng Nam và Bảo Đức gặp quá nhiều khó khăn. Họ đang đối diện với thất bại. Quá khó để những huấn luyện viên của Việt Nam có thể điều chỉnh chiến thuật ở thời điểm này nữa.
của đội của Indonesia đã cho thấy sự vượt trội của họ trong cả trận đấu này. Thi đấu rất gắn kết. Cơ hội giành điểm quyết định trận đấu cho bộ đôi của Indonesia. Và điểm số quyết định đã được Hadianto ghi. Chiến thắng chỉ sau 2 set đấu trước đôi vợt của Việt Nam. Hai thập vợt của Indo bị đánh giá thấp hơn trước khi bước vào trận đấu này, nhưng họ đã có được chiến thắng chung cuộc. Như vậy là các tay vợt của Việt Nam đều đã dừng bước ở các nội dung trong ngày thi đấu hôm nay. Một ngày thi đấu buồn của các tay vợt Việt Nam khi chúng ta, những tay vợt được đánh giá cao hơn thì không thể hiện được khả năng của mình và nhận thất bại. Trong khi đó, những tay vợt khác thì cũng đã không thể làm nên bất ngờ.